nay là mùng 2 Tết ở thành phố San Jose, phía Bắc Cali. Đây người ta đốt pháo quá trời luôn nè. Mình bên kia nữa kìa. Kê với Thái kìa. Đây nè. Chú Thái nè. Út đang đậu xe. Wow, chị bây giờ chuẩn bị có một cái hoành pháo rất là to nữa, em rất là dài. Sao mà mấy anh lại hù người ta phụ nữ à? Qua đây nè. Nghiêng ngó. Ba đu chê luôn. Rồi. Quá đẹp. Bây giờ hôm nay hợp quá hả?
hả? Mẹ nó đi. Được chưa? Go nha. 1 2 3 Cãi nữa. Đổi thế. Đổi thế nha, rồi nha. Cãi nữa, qua hướng đi. Rồi, ok nè. Quay video đó. Rồi bấm quay ra đi. Ốc vô đi. Ủa nó nổ không vậy? Nổ. Xong rồi, giờ mấy chị em kiếm chỗ đi ăn. Mỗi năm tiền vô ào ào con. Chúc thì Thảo là năm mới tiền vô ào ào luôn. Hạnh phúc nữa kìa nha, khỏe đẹp hạnh phúc. Mình đi kêu anh Vinh Sình qua đây con. Qua đây. Nói anh Vinh Sình qua. Rồi hai đứa đâu? Có gì lên. Ủa. Nó được cái nó chạy. Có chuyện gì lên? Nè, rồi chúc gì Linh đó nè. Chúc gì Linh nè. Rồi, Happy New Year con. Sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Làm nhiều tiền. Chúc các má sống lâu như đĩa. Vui vẻ, hạnh phúc. Tại gian như đĩa. Sống da như đĩa. Sống như đĩa. Sống như đĩa. Mới sống như đĩa. Mới như đĩa. Sống như đĩa. Sống như đĩa. Chúc sống như đĩa. Sống như đĩa. Mấy người đi qua đây nè con. Tiền vô đường trước. Tiền vô phố trước. Giống như mấy gần vậy đó. Không thuộc nổi đâu. Không nổi được đâu. Thôi chú cắt má giàu là được rồi. Con nói má giàu là được. Già đẹp. Già đẹp. Sống ngàn tuổi. Em con. Ok. Các con kêu em qua. Kêu em qua Kenny đó. Kenny qua đây Vinh Sình. Kenny qua đây con. Chúc năm mới vui vẻ. Chúc gì Út năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ là được rồi con. Dạ, con chúc con ngoan học giỏi nha. Con có thể
Nhân dịp đầu năm mới, Nikki kính chúc quý cô bác, anh chị em và các bạn một mùa xuân an lành, ấm áp, thật là nhiều sức khỏe, thật là bình an. Nikki cùng các chị em xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị em và các bạn, các cháu trong những video tiếp theo. Xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người. Xin kính chào tạm biệt.